Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 568 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 10 huyện thị xã thành phố, tăng 194 ca so với ngày trước đó. Huyện Yên Mỹ ghi nhận nhiều nhất với 100 ca, trong đó có 24 ca sàng lọc tại cộng đồng, các cơ sở y tế và các công ty có F0. Thị xã Mỹ Hào ghi nhận 96 ca, trong đó 54 ca ghi nhận tại cộng đồng và sàng lọc tại các công ty đã có F0. Huyện Văn Lâm ghi nhận 78 ca, trong đó có 47 ca tại cộng đồng, sàng lọc tại các cơ sở y tế và các công ty có F0. Huyện Văn Giang ghi nhận 74 ca, trong đó có 39 ca tại cộng đồng và sàng lọc tại các cơ sở y tế. Huyện Tiên Lữ ghi nhận 63 ca, đều là công nhân công ty giày Ngọc Tề. Toàn tỉnh hiện đang thu dung điều trị cho gần 4.000 bệnh nhân COVID-19, trong đó gần 3.100 bệnh nhân đang điều trị tại 13 cơ sở tập trung và 867 bệnh nhân điều trị tại nhà. Trong ngày có 334 ca ra viện, 1 ca phải chuyển viện. Hiện toàn tỉnh không có địa phương nào ở cấp độ dịch 4, còn 2 địa phương ở cấp độ 3 là thị trấn Văn Giang và xã Xuân Quan, huyện Văn Giang.